đúng rồi các bạn ơi, mình có cái này cho các bạn xem này. Tỷ lệ người đăng ký kênh của mình nó chỉ có 1% thôi đấy, và 99% còn lại là chưa bấm đăng ký kênh. Yo, các bạn có thể giúp cho cái con số này lên được 100% không? Bằng cách là hãy bấm đăng ký kênh cho mình nếu như bạn chưa làm này. Và nếu như bạn đã bấm đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào cái chuông kế bên và chọn tất cả cho mình nha. Và thêm một điều cũng rất là quan trọng nữa, đấy chính là các bạn hãy để lại cho mình một like. Thì cái like đấy chính là cái động lực để khiến cho mình ra video mới mỗi ngày cho các bạn xem đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và nếu như những bạn nào có những cái tấm fanart mà muốn gửi tặng cho mình thì hãy tham gia cái group Facebook của mình nha. Chào các bạn nha, mình là HubbaGamer đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thêm một cái chế độ mới của Free Fire các bạn ơi. Và đồng hành với mình trong cái chế độ hôm nay vẫn là mọi người trong nước team mọi người ơi. Dâu đâu rồi. Hello mọi người. Hello mọi người. Ui đại các bạn ơi, hôm nay full team sao gì đủ 6 người luôn. Cho nên là hôm nay mình sẽ mang mọi người đến với một cái chế độ nó rất là thú vị luôn, mà nó được mang tên là chiếm đóng các bạn à. Đó, các bạn có thấy ở đằng xa kia không? Thì đây chính là con map của hôm nay chúng ta sẽ chơi nè. Sẽ có hai phe, bên cảnh và bên khủng bố các bạn ơi. Mỗi người sẽ có 6 cái kính. Đây cái kính à, mỗi bên sẽ có một kính đỏ và kính xanh dương. Thì mọi người lưu ý nha, chỉ được phép đặt 3 cái kính lên trên cái bacon thôi. Đó, thì trên đó sẽ có tầm mười mấy cái bacon đó các bạn ơi. Miễn làm sao mà đặt full hết cái bacon đó thì chúng ta tính điểm để xem là bên nào được nhiều điểm hơn thì bên đó sẽ thắng nha các bạn ơi. Đó, ok, đó, ok, bây giờ thì chia team luôn hả? Sao sao? Đây là xanh nước biển mà. Ờ, thì đây xanh nước biển mà. Đây là màu đỏ nè. Màu cam mà. Trời ơi, cái kính ba bảo cái kính. Trời ơi, ơi, đây bây giờ. Tóm lại team gì đây? Team kiểu gì đây? Đây, chi phe nè, đây H3 với nó với là Van đi, sẽ là một team bên khủng bố đi. Đó, mình cứ hay chơi bên cảnh sát hoài à. Đấy, ok, mặc đồ vào. Kịch bản gì trơn, kịch bản gì trơn. Có kịch bản luôn hả? Kịch bản gì bạn? Tôi không biết kịch bản là gì luôn á. Ai lấy cái quần của núp ơi? Trời ơi, anh đi càng hết bạn làm vậy luôn rồi đây. Anh đi càng hết luôn, hết trong đồ người ta nha, hiền tình chứ. Đấy, ok, lấy súng hết vô mọi người. À, nhớ nha, mọi người chỉ được mang 3 cái kính thôi. Đấy, nếu mà người nào không thích đặt á thì có thể truyền lại cho nhau, nhưng mà muốn truyền lại thì phải về nhà nha. Đó, ok. Không có đồ đạn hả? Rồi, hiểu hay hết lượt chơi chưa? Đậu đồ đạn ở phía dưới ba, hiểu hết lượt chơi đúng không? Rồi, trước khi bắt đầu cái game hôm nay các bạn ơi, cái chế độ này thì các bạn nếu thích thì các bạn đừng quên là để lại cho mình một like cũng như là bấm đăng ký kênh nè. Bấm cái chuông cái bên nữa để mà nhận được thông báo khi mình ra video mới mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều nha các bạn ơi. Bây giờ thì không tốn thời gian của các bạn nữa đâu rồi mọi người, sẵn sàng vô. Yo. Đây. Khủng bố bên này, khủng bố bên này. Đây. Ui ui. Nè, lấy đạn đi, cuốn đạn nè. Anh đâu rồi? Núp nữa. Đạn đâu rồi? Ở đây. À đúng rồi, lấy mấy cái scope này kia ra nữa. Ok rồi. Có đạn nằm đâu vậy? Đây, dưới chân này. Được. Trời ơi. Ôi cái gì mới vào anh núp được một điểm rồi. Ui hay hả? Trời ơi. Ok, nghe bộ á. Vào rồi, ok. Nghe bộ rồi. Tiếp tiếp cho mạng để cho thích thôi. Sao cái này bắn một cái không chết ta? Cái gì, súng ngắm á? À, súng ngắm bị nét lề nha. Súng ngắm bây giờ bắn một hit không chết đâu nha. Ê, quên. Gì bị nét là cái gì? Bị nét là bị sửa lại á. Cái nút trúng một viên này, nút gọi là bị biết chứ. Này một cái chết luôn à. Ui. Ui phải. Ê, lấy máu nữa, quên mất. Trời ơi. Máu bên này. Rồi ăn máu này nó sẽ được hai cái máu màu vàng đó các bạn ơi, khá là tốt. Đấy, cho có rồi. Đăng đi là sống sót thì phải lấy chứ. Chết rồi, mình gắn nhầm cái scope các bạn ơi, bảo sao thấy kỳ kỳ. Đấy, cái này mới chuẩn nè. Đang vô rồi. Bicel nè. Chết rồi, này tài hiện xạ rớt à. Rồi, ok. Ôi, Van nhìn núp cover đi để hack qua lên trên đặt cơ. Đấy. Rồi, lên đặt các bạn ơi. Ui. Cái này muốn chiến thắng là phải chiếm, phải đặt, phải chiếm đóng các bạn ơi, phải chiếm mấy cái điểm này mới thắng được. Ui. Đây rồi. Thấy được 3 điểm rồi nha. Dưới nhà này. Ây da, xuống. Ê ơi, đã được 3 điểm rồi. Đã được 3 điểm rồi. À. Uy tín ngay. Ta làm cái cầu thang này tưởng là té chứ, nãy giờ cứ nép rồi. Đi đâu vậy thanh niên này? Chơi. Đi chơi nè. Ui. Chị nha, đổi cho hai ba kính với, có ai muốn lên đặt không? Banh lên đặt đi banh. Ê, đưa khai hàng đặt cho. Rồi. Ở nhà nè, xuống đây. Ở điểm này. Ờ, Van lên đặt đi, đúng rồi, để hack ba cover cho. Đúng rồi. Lên đặt đi Van ơi, hack ba đứng này cover cho. Đấy. À, Gino, à, mấy hunting thì cứ thích bắn nhau á các bạn ơi. Muốn chiến thắng là phải lên đặt điểm. Trời ơi. Dạ hả? Ờ, chiến thắng phải lên đặt điểm chứ. À, rồi, mấy hunting đâu hết rồi ta. À, ôi, Van ơi. Trời ơi. Van ơi, đó là cú đâm nhảy. À, hunting hang nè. Ui, không kịp lên kia, xíu nữa lên được rồi. Sắp gần thẻ phết các bạn ơi. Rồi, mấy hunting này ra đây. Ủa, mấy anh này muốn lên trên cái tháp này phải bước qua cái chỗ này các bạn ơi, mình đứng đây scam luôn. Đấy, đúng rồi, Van lên đi Van. Van đứng đây cover cho. Cover nha. À, anh đi gang, bên này nó ơi. Ui, ăn máu vào. Rồi, anh nhìn bị xem. Ôi, hay quá, nó ơi. Hay quá. À. Ê, anh đi Van lên đặt kìa.
Đúng rồi, lên đặt đi Vân. Lên đặt đi Vân ơi. Mình đặt xong rồi. Đặt xong luôn rồi hả? À. Ui lại được 6 điểm rồi. À. Bây giờ nấp lên đặt nó thắng luôn ấy. Ui. Thành đi đi đâu á? Ôi mô. Mô ơi, mô ơi. No. I name smoke vậy. Ai tao mình một chứ. À bị sale hả? Bị sale với chung. Ui trời ơi, mình còn bao tim thôi. Ui. Rồi tiếp. Ui. Ôi, ai sao không Geno bắt? Sao đây? Anh Niên này trời. Anh Niên Geno Geno bấm cho mình cái mình xuống dưới bao bên kia luôn. Thiệt chứ. Rồi. Ôi, màu xanh nó lên được vài 3 điểm ấy kìa. Á, à, anh Niên ở trên kia kìa. Trời ơi. À, bị xeo à. Bị xeo. Trời ơi, lẹ lên chip lại. Dạ, đâu rồi, nấp. À, đưa H3 kinh, đúng rồi. Này. Thôi, coi chừng, rồi cover H3 nha, ai đây rồi lên đặt các bạn ơi, 3 cái cuối thôi ở đâu còn à, đúng rồi còn 3 cái đấy thôi mà, còn 3 cái này thôi là mình thắng luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi đấy. Ui, lên dạ. À Bixel no ui đi đặt được kính rồi. Ừ, lại ui bạn ơi, bạn ơi gì núp nữa, cover để bạn lên đặt này, đặt xong phát này thắng luôn. Ui, đấy khang ui bên đi rồi, bên nằm rồi, lên lẹ. À không, no. Ui hello my friend, mấy anh đi này cố ngăn cản chiến thắng của mình thế nhờ, trả lời nào hello my friend. Ui thì cái vanh đẩy vào nhanh quá. Ui cố lên lấy liệm luôn. À đúng rồi, vanh lên. Ủa vanh lên làm gì, vanh đứng dưới này cover đi. Đúng rồi, đứng dưới nó cover đi, để vanh lên rồi đánh đạn cho. Trời ơi, ok được. Zeno vứt kính đi Zeno ơi. Ui bên này. Ba cái này là đáng, ba cái này là trong dưỡng nha. Ok. Đâu rồi. Chưa kể bình bật. 1, 2. Ui. Rồi xong game rồi, thắng rồi. Ui. Này hắc cái gì hắc ba. Ồ xong rồi nha, tắt cái gì bên hắc ba đặt hết 9 cái kính rồi nha. Trời ơi, đâu xong rồi. Ờ xong rồi, gầm tiếp thêm một game nữa chứ làm sao. Trời ơi, ui, hết là game đầu mình thắng rồi. Lại quá các bạn ơi, chưa nữa là mình game này mình thắng rồi. Đấy. Mấy hành thì cứ thích lo bắn nhau các bạn ơi. Nhả cho game đầu thôi cho vui thôi. Thế à. Ok rồi. Rồi, nã thôi. Ok rồi. Game sau là xích lại, Được. Ui. Mấy hai nhìn nói kịch bản sao nha các anh nhá. Ờ kịch bản nãy okay, kịch bản. Rồi. Rồi không nói gì nữa, chúng ta đến với game 2 luôn các bạn ơi. Đây. Ui. Ok các bạn ơi, đấy bây giờ chúng ta sẽ đến với game thứ 2 nha. Nếu mà game này mình thắng luôn á thì là xong hết game rồi. Ok. Để xem là cái game thứ 3 tồn tại. Ui thanh niên này sao cứ hết ném bom. Đây, lúc đầu ra biết sao. Ui, hay vậy. Ui. Hay vậy. Hay quá vậy. À. Hay quá. À bị sao. Ui. Geno với chúng tôi. Ui, ủa sao hình như banh nó toàn ăn thì ra tôi không được đến. À hình như khanh. Đây rồi, điểm đầu tiên cho tôi. Lên đặt liền. Cover đi banh ơi, nấp ơi. Để lên đặt mà. Ui, banh ơi, ui. À bị xeo. Ây da, no. Ui, vừa lên tới nơi luôn chứ. Kỳ đây nhờ, ok. Quá nhẹ. Nút kìa. Có quá nhẹ. Tôi chừng mấy hình như kia lên trên đặt ấy. À, hình như khai. À đây, ôi núi này à. Thì nên nhớ đến cái này trời. Này thì ôi. Banh thôi. À đâu rồi chứ đâu. Phải chém. Ôi mù. Ôi ai chơi mình mù vậy. Ây da. Trời ơi. Đi. Đang mù thôi, đang mù thôi. Đặt hết luôn. Là win luôn nè, nó đặt cái win luôn. Ui. 3-4 người lên đi à. Thì 3-4 người lên trời ơi. Ngăn lại. Lên ngăn lại. Ui. Nào cố lên Văn ơi, nấp cover đi. H3 lên tới nè. Ba màu rồi. Ui, ba màu của chúng tôi nè. Ok, đập. Đấy, ôi, đỏ mình cũng 3 màu rồi nha mọi người. Đấy, cố lên. Okay, my friend. Ôi, no, trời ơi, té gãy chân. Trời ơi, té gãy chân. Ui, cố lên đâu rồi. Văn lên đặt đi Văn. Ui, Này thì. Ờ, tao. Văn kia. Cái này dược tế rồi. Đâu rồi. Văn lên đặt đi Văn, hát ba đứng này cover cho. Hát ba đứng này cover cho Văn, lên đặt đi. Hình đi cạnh. Lặn đi. Ui. Căng thẳng quá nhờ. Rồi, được. Văn căng thẳng nè. Ôi, Văn đi đâu Văn. Sai kịch bản luôn. Làm Văn, sao Văn. Ui, anh chơi quá mình mù trên kia kìa. Anh đang Bixel kìa. Ui, này kìa đi. Không kịp lên kìa. Trời ơi, Bixel qua lên leo thang leo hướng đó là sai nha Bixel.
đạn này né đi. Ờ đúng rồi, nó bắn lên nó. Ui hay quá đúng rồi. Đạn này né đi. Bắn lên đặt đi, bắn không bắn cover cho. Ai cho đặt mà đặt. Lên lên đặt điểm đi, trời ơi. Dễ lắm hả? Đi ra đâu? À bi theo. Có tiếng gì ghê quá. No, trời ơi. Ui, muốn lên là dễ. Ơ kìa. Nhà mình đây. Bắn luôn, khử luôn. Trời ơi, không bi theo bấm cho hết 3 giờ nhà bi theo chứ. Thiệt tình chứ, gọi lại. Đấy. À. Tình nhân Zeno lên rồi kìa. Đâu, Zeno lên kìa. Đúng rồi, Zeno lên đi tìm bóc. Mày đi tìm bóc nè. À, bi theo nè. Tình nhân ở gần đây ạ. Lên nhanh nhanh lên nhanh lên. Mùi rồi. Ui, Zeno. Ui. Trên kìa, ba trên kìa, trời ơi, lên ngăn thanh niên nó lại, lẹ. Ơ, thằng nu mày lên đây được. Ui, ây da, ây da, ây da. Ui, ui, tự nhiên mình cầm tay không ta. Ê, mù kìa. Ui, mù, mù, mù. Anh chọn mày mù ngay nhà tôi vậy, thiệt tình chứ, hết thấy được rồi. Tình nhiên bị treo. Trời ơi. Không. Rồi. Cạnh, thanh niên cạnh, thanh niên cạnh. Thanh niên Zeno, trên đây đi à. Xa quá. Ui. Không à thế à? Sao vậy tầm này? Rồi đỡ đỡ. Ấy da. Ui đặt được mấy, đặt được một cái, còn hai cái nữa. Double kill. Bi ấy trời ơi hộp kìa. Ba cái nhá. Ui Zeno cũng ba cái luôn rồi. Đâu rồi? Núp núp đặt núp đây để H3 đặt cho. Để H3 núp dưới cover đi. Ui mù. No. À núp lên nha. Ờ núp lên đi đúng rồi. Đây để H3 đứng dưới cover cho núp lên đi. Ai cho lên mà lên. Ai cho lên mà lên. Ui cái cover. À được. Ui mù à mày chờ vậy. Lên đi hack qua cover cho. Đúng rồi, núp vô đi núp. Mình đặt được 3 kính rồi. Ôi, đặt được 3 kính luôn rồi á. Còn cái thanh niên núp mà đặt nữa là vui đấy. À ok, cố lên núp ơi. Ai đang cố lắm rồi không lên đây. 2, 3, 4. À mình win rồi. Ơ mình win rồi còn gì nữa. Ơ mình win rồi. Đâu phải không gì? Còn thiếu một kính thôi, bên kia còn thiếu một kính là xong hết rồi. Ờ thế á, đâu đâu đâu, trời cho tôi lên, này này ngưng bắn nha, ngưng bắn nha. Đây, bên video được hơn một kính rồi. À, đâu, đâu rồi. Đây, bên video được hơn một kính rồi. Ta còn thiếu một kính mới win kìa. Ờ, má ơi, bên thanh niên này 7 kính rồi, bây giờ mình mà có đặt cái kính bên kia thì mình nhìn gì có 6 rồi các bạn ơi. Thế là game này bên kia thắng rồi. Trời nhanh ơi, ơi, nhanh đấy nhờ. Tất nhiên. Ui, ui, bây giờ mà. Người ta kỹ thuật hết rồi. Trời ơi, bây giờ mà mình lên đặt thì cũng không có thắng được các bạn ơi, bên kia hơn cái số điểm rồi. Ây da, trời ơi, người ta hết game cũng bắn tôi nữa thôi. Ok, thế thì game này cho bên kia thắt luôn các bạn ơi. Trời ơi, mình còn game 3 mà làm sao mà nhanh thế vậy được. Rồi, trận này đã xích lại rồi. À thế à, ok, thế game cuối để xem là bên nào thắng nha. Mấy thanh niên này mầm to quá các bạn ơi. Ok, game mới mọi người ơi. Ok các bạn ơi, đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái game cuối cùng nha. Trời ơi, nãy đâu game mình thắng. Game cái gì vậy? Này game này là xích. Ôi sao Zeno gì đầu game gì quay tới nhà tôi luôn rồi. Trời ơi. Trời anh. Game này được. Game này bỏ túi thôi. Game này là win luôn. À rồi. Win luôn à. Mầm to này thì đâu rồi. Ủa tôi mắt to đâu mầm to đâu. Thế à, tôi thấy không mắt to hết. Tôi thấy mầm to. Ui nghèo đắt bom mù. Này này này. Ui trên này rồi. Ui ăn máu vào các bạn ơi, ăn máu vô. Ui 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 trời ơi, chưa kịp ăn máu nữa. Được. Thôi à. Nào game cuối rồi vậy. À hình đi cạnh. Thanh niên khang này. Ê Zeno ở trên tháp nha. Trên tháp luôn á. Ôi ôi lên 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 nhanh lên nhanh lên. Đây 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 đây. À bi xe. Ôi mù mù. Mù kìa. Ây mù. Ây tôi còn sống không vậy ta. Cho đời tôi còn sống vậy. Trời ơi mù lâu phết đây. Ui. Rồi. Trời ơi mù có chuyện quá. Khang bảo kê khang. Lên lên ngăn mấy anh đi lại đi. Trời ơi. Đúng rồi bắn bắn đi núp. Đúng rồi. Lại mù. Lên đi, nó lên đi. Đang bị mù. Ôi 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 sao trong này. Ôi. Ây da mấy anh đi thì chơi chiến thật hả nhà. Lên trên kia xong ném bom xuống. Ây da chó tại không đi được. Đó được 3 cái rồi nhá, được 3 cái rồi. Ôi đây được 3 cái rồi. Chết rồi. Văn ui. Ây da. Bi xeo nhầm. Văn. Giết bi xeo gọi tên Văn là sao ta. Gọi tên Văn trong game này. Khang với chúng tôi nè. Ôi ôi. Nào, Văn cố lên Văn lên, mấy anh đi kia được 3 điểm rồi kìa. Ui, mình mù. Ây da. Nào, hết mình mù hả? Bi xeo làm sao? Ây da, ui. Anh đi khang xáy hình điên. Bi xeo chết chứ, trời ơi, thiệt được. Ui, ây da. Ở đâu ấy nhờ? Ây da. Ui, đúng rồi. Ta được 3 cục rồi à? Đúng rồi, được 3 cục rồi. Bên kia chưa được cục nào. Ủa, có ai trốn trong nhà mình bắn hay sao chứ? Tuy nhiên kia cứ đứng ở trên đấy ngồi mê. À, Zeno đứng trên kia bảo sao tôi cứ thấy không hiểu sao.
tôi cứ mắc máu. Ôi, đứng trong nhà nó nè, đấy. Lên. Lên luôn. Đi chuyển anh, đi chuyển anh. Đúng rồi, mù. Ôi, bi xeo kìa. Ây à. Mù nè, cái này là mù nè. Bi xeo. Đấy, đúng. Ừ. Quay lại mù. Bi xeo. Ôi, hay quá. Tìm thôi. Ôi, tôi mãi không lên được trên đó kìa, banh cover đi banh. Mù suốt à. Mù. Chiến thuật mọi người lên ngồi trên đắp mù xuống. Ây à, không được. Trời ơi, chơi chiến thuật quá. Khó lắm. Ây à, tăng lên nè, tăng lên nè. Rồi, núp rồi. Ba lên kìa, trời ơi. Cover đi, đứng lên, cover đi, đứng đó, cover đi. Ui, nhầm hút. Lũ đạn lên mọi người, lũ đạn lên. Đây, đây, ba kính đầu tiên đây. Ủa, rồi, ba điểm rồi. Đây, banh nữa, ba điểm thì... nữa. What? 6 điểm rồi. 6 điểm luôn rồi. Trời ơi, còn núp nữa là thắng luôn. Rồi. Rồi, đây, núp rồi. Ui, dưới này, đồng đây à. À, làm sao. Lựu đạn vậy? À, khen, à, ui, lựu đạn. Ê, tôi ăn lựu đạn của Honey Bun luôn chết chứ. Trời ơi. Đặt ở đâu ấy, Bun? Ôi, gì, núp đang trên đó luôn hả? Ê, đứng lên nghịch tí đi, núp ơi, đứng lên nghịch tí đi. Trời ơi, bây giờ sáng sớm quá, núp ơi. Ờ, đúng rồi, phải đứng. Thế này, hát ba đâu, đây, núp đứng ở nhà, cho rồi. Núp rồi, ôi sao núp ở nhà luôn rồi. Trời ơi, ok, thôi được. Ủa chết luôn hả? Thôi nãy biết thế, mình cho núp thắng luôn các bạn ơi. Rồi ok, cũng được thôi. Trời ơi, nhả cho mấy Honey bên kia bắn một xíu các bạn ơi. Chứ mà thắng luôn thì nó nhanh quá. Gọn gì? Thứ này thì chơi no nè. Thôi ok, khen giờ của chúng tôi nè. Đâu rồi, bị xe nữa. Cái này, tưởng lạ quá. Chơi no. Ui. Chơi no, ui. Ây da, sao hai người luôn rồi, dâu no. Trời ơi. Mù suốt khó chịu thật. Ui, tiếp. Bắn ngào đi các bạn ơi. À, dưới nào. Ui, học quầy. Mù. Trên miền mù ngay giữa mít các bạn ơi, khó chịu thật sự. Bi sợ. Đánh công. Ây da. Ui, bắn lén kìa. Mù luôn. Cái cây này cứ mù ở đây. Nãy giờ chỉ không chơi cái cây này các bạn ơi. Trời ơi, một cú sót rồi. Yên tâm, em đặt rồi, em đặt ba kính rồi nè. Đặt ba kính nè, cho đầy thì đặt ba kính nè. Ngay đấy nhờ. Còn lâu khang à. Còn ui, cái súng này cả đạn lâu. Đúng mù, còn đúng lâu. Mù, đúng mù. Trời ơi, tôi còn 2 tim thôi. Ok. Được, đúng rồi, Michelle lên đặt đi, Michelle, em lên đặt luôn, là win luôn nè. Lên đặt nè. Ôi, bắn hình đi Michelle kìa. Rồi, lên. Ôi, nó không lâu, hình đi khang, mình lên nữa là mình thua. Ây. Trời ơi, té, trời ơi. Đây, Hakba đang giữ ba kính cuối nè. Đây, Hakba lên, cover đi, núp ơi, văn. Đúng rồi, cover, đây. Ok, đây, cầu lưu lên. Cầu lưu lên. Đúng rồi, tên gì hắn đi khang đi, no. Này gì khang cơ, ui, ba lụ, lần thắng luôn các bạn ơi. Không là mấy hắn kia lên điểm cuối là mình thua. Đây rồi. Mình có phép thuật, Vinh di chuyển nhanh lắm. Rồi, mấy hắn đi đặt kính như gì á. Ây, 2 điểm cuối nè, 1, 2, 3, 4. Đâu. Rồi, thắng rồi các bạn ơi. Yo. Nào, Big Bang thắng rồi. Đây nè, trên này còn điểm ở đâu? Đây hắc bạn đếm cho xem nha. Oh, xanh là bao nhiêu nha. Càng nhiều điểm hơn, càng nhiều điểm. Rồi, nhìn kiểu gì nhiều điểm không vậy đâu. Các bạn này xem, bạn đếm xem bên là nhiều điểm hơn nha. Đây 1 2 3 4 5. Trời ơi, bên xanh dương mới có 5 điểm các bạn ơi. Bên mình mới tặng 1 2 3 nè, 4 5 6 7 8. 8 điểm luôn các bạn ơi. Đây, thôi là ai biết là bên nào thắng thôi. Trời ơi. Ui, tụi nào nãy game game 2 nào, sao cứ nổ bùm bùm vậy trời. Thôi, ngưng. Thiệt tình. Mấy thằng đi này. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là mình cũng sẽ dừng cái video này ở đây thôi. Tại vì là mình cũng đã thắng được 2 game rồi. Tính ra bọn mình chơi 3 game, mình thắng 2, tức là team bên mình thắng rồi các bạn ơi. Ok, nếu mà các bạn cảm thấy thích cái chế độ chiếm đóng này của mình và các bạn muốn xem thêm những cái chế độ khác, và các bạn có ý tưởng gì thì đừng quên comment xuống nha. Nếu mà mình còn thấy hay, ok, mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Và nếu các bạn ủng hộ tiếp những hơi lò bắn súng như này thì các bạn đừng quên là để lại cho mình một like nha, cũng như là bấm cái kênh nè, bấm cái chuông kế bên nữa để mình nhận được thông báo khi mình ra video mới mỗi ngày lúc 6 giờ chiều nha các bạn ơi. Cũng đừng quên là vào ủng hộ mọi người trong nút team nữa. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và chúc mấy bạn có một ngày tốt lành nha. Bye bye. Bye bye.